Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của tin tức mới. Quý vị hãy cùng dành thời gian để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong tin tức mới và đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Hà Nội phát hiện 6 cô gái trên xe ô tô 7 chỗ sử dụng giấy đi đường giả. Qua kiểm tra xe ô tô 7 chỗ, tổ công tác làm việc tại chốt kiểm dịch số 23 thành phố Hà Nội phát hiện 6 cô gái trên chiếc xe này sử dụng giấy đi đường giả. Chiều ngày 27 tháng 8, Trung tá Nguyễn Văn Hiền, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy số 2, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Tổ trưởng Tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 23 thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị mới phát hiện xe ô tô 7 chỗ chở 6 cô gái sử dụng giấy đi đường giả. Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8, tại chốt 23 trên quốc lộ 18, địa bàn xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, tổ công tác đã tiến hành dừng xe ô tô mang biển số 98A 376XX do Nguyễn Quang P sinh năm 1988 ở phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên điều khiển. Thời điểm kiểm tra trên xe ô tô ngoài tài xế còn có 6 cô gái từ 19 đến 23 tuổi ở nhiều tỉnh thành khác nhau như Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bắc Ninh. Tổ công tác phát hiện 6 cô gái này đều sử dụng giấy đi đường giả, còn tài xế có giấy đi đường và giấy xét nghiệm Covid-19 hợp lệ. Làm việc nhanh với tổ công tác, những người trên khai di chuyển từ Phú Thọ đi Thái Nguyên. Theo trung tá Hiền, 6 cô gái trên xe ngoài sử dụng giấy đi đường giả còn vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, bởi theo quy định Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nên các phương tiện chỉ được chở 50% số người trên xe. Tuy nhiên chiếc xe này đã chở đủ 6 người, không đảm bảo khoảng cách an toàn. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nên tổ công tác chốt kiểm dịch số 23 đã lập biên bản sự việc. Tạm giữ các giấy tờ liên quan, tiến hành bàn giao người và phương tiện cho công an xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn xử lý theo quy định. Vừa rồi là những thông tin vừa được tổng hợp của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.